Mày đưa tao vào tù đi. Mày đưa tao vào tù. Mày đưa anh vào tù đi. Mày đưa anh vào tù. Mày đưa anh vào tù đi để anh vào trong đấy xích. Mày đưa anh vào tù, mày đưa anh vào tù, nhanh 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 nhanh. Mày đưa anh vào tù, đưa anh vào tù, đưa 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 vào tù, đưa vào tù. Bế 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 vào tù, bế vào tù, bế vào tù. Bế Văn Đàn, bế Văn Đàn. Nếu mà em cho phép thì em có thể cho anh vào trong tù 5 phút thôi anh ra. Rồi. Chúng ta sẽ ở lao đậu và chúng ta sẽ ngồi đây. Nhâm nhi. Nhâm nhi một tí nhạc. Để em lên cái kỉnh đã. Lệ. Một hai ba ba chấm bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu anh em đoán đi bao nhiêu anh em đoán đi là bao nhiêu anh em đoán đi bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu đoán đúng cho tiền nhanh lên đoán đúng cho tiền đoán đúng cho tiền đoán đúng cho tiền nhanh 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 tôi nhanh tay bà con nhanh mắt tôi nhanh tay bà con nhanh mắt nhanh cái tay lên ý mình nói đúng cách đấu giá phải đợi ngồi ta ra nhịp xong PM vội nên thầy nhảy khi vẫn bảo cứ ngồi nói giá trị à 20 donate bạn 100k ok 20 donate thầy 50k ăn sáng ừ anh em dí nào 18 hết gân anh Linh xe ôm anh sẽ được bỏ tù nhé. Anh Nguyễn Chiến anh cũng được bỏ tù, kể cả anh Jimmy cũng được bỏ tù nhé. Welcome to Old Villa in Cramilia, Nha Trang. Chúc các vận động viên. Mày đưa tao ra khỏi tù. Mày đưa tao ra khỏi tù ngay.